Sau đây là phía đội chủ nhà Sơn Tà đấu với đội Sơn Giang. Pha cứu bóng của Quốc Hội không thành công, điểm cho Sơn Tà 1-0. Một đều à? Coi, bóng lên. Vừa rồi là một pha đập bóng tốt của đội Sơn Tà, 2-0 cho đội Sơn Tà. Ngay sau đó là Quang Châu đem lại điểm cho Sơn Giang 2-0. Đập bóng tốt 3-2. Cứu bóng không thành công 4-2. Đập bóng tốt của Quang Đạt 3-4. Xếp bóng tốt, ăn điểm trực tiếp của Quốc Hội 4-4 phải không? Bao nhiêu? 4-4 ơi! Con đừng ra đấy. Thay đổi vị trí. Đánh bóng kia. Chơi à? Không được. Đánh bóng kia kìa. Bóng kia đó. Đánh bóng đã chuyển em chó đi. Nó lưu đi đấy. Trong
7 đêm và phát bóng không qua lưới của Đức Võ của Sơn Tài, điểm cho Sơn Giang 8-7. Sơn Công An điểm trực tiếp vào Quang Đạt 9-7. Chân bóng tốt của Sơn Tài 8-9. Đập bóng tốt của Sơn Giang 10-9. Đập bóng vào sân, điểm cho Sơn Tài 10 đều. Bóng ngoài sân 11-10. Đầm bóng tốt. Vừa rồi là qua được bóng qua sân của Oanh Châu cùng Sơn Tài 12-11. Sau ngay sau đó một pha sút bóng tốt 13-11. Công đạt vừa rồi là cắt chuyển lên điểm của Sơn Tài. Đều điểm cho sân này 12-13. Sơ bóng cũng có lưới và Quang Đạt. Điểm cho Sơn Tài 14-12. Đập bóng không qua lưới của đội Sơn Tài, điểm cho Sơn Giang 13-14. Điểm bên nào đấy? Điểm 15-13. Sau qua đập bóng ít được của Sơn Tài 15-13. Tập bóng tốt Quang Đạt 14-15. Đó.
16-14 điểm cho Sơn Tài. 16-14. Đập bóng tốt, bật chắn ra ngoài của Sơn Tài, để cho Sơn Tài. 17-14. Đập bóng tốt của Hoàng Đạt Sơn Giang. 15-17. Bóng ngoài sân. Để cho Sơn Giang. 16-17. Vừa rồi một chân bóng và cọc giới hạn của Sơn Tài, điểm cho Sơn Giang. 18-17. Một pha chắn bóng tốt của Sơn Giang. 19-17. Nghiêng về đội Sơn Giang.
Vừa rồi là một pha sút bóng lưới bóng ngoài sân của Anh Châu, 21 đẹp. Sút bóng không qua lưới của Xuân Tàng, điểm Xuân Giang 22-21. Một pha đập bóng tốt của Xuân Tàng, 2-2 đều. Ngay sau đó là một pha phát bóng thẳng đội trưởng cho Xuân Giang, 23-22. Tấn bóng lưới của Xuân Tàng, điểm cho Xuân Giang 24-22. Đập bóng tốt của bên Xuân Tàng 23-24. Sắc bòi cho Xuân Giang nhưng không biết là Xuân Giang có kết thúc được không. Trận đấu đầu tiên này giữa đội Xuân Giang và Xuân Tàng. Đập bóng tốt vừa rồi Quang Đạt đã trọng đài xác định là có bàn thể trong vạch 24 đều. Bây giờ là chúng ta xác định giảm vạch. Đập bóng tốt của Quang Châu, điểm cho Xuân Giang 25-24. Đập bóng tốt 25 đều. Bóng ngoài sân 26-25. Rất căng cho hai đội giữa Xuân Giang và Xuân Tàng. Hai đội đang giành giật nhau từng điểm một ở phút cuối của trận đấu đầu tiên giữa Xuân Giang và Xuân Tàng. Lại một pha xử lý bóng ngoài sân nữa, 27-26 nhưng mà Xuân Tàng. Xử lý bóng tốt của Oanh. Như vậy là 27 28 đều. Đập bóng qua lưới, đội điểm cho Xuân Giang 29-28. Chắn bóng không chắn bóng vào sân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tiên giữa Sơn Giang và Sơn Tài chiến thắng của Sơn Giang 31-29. Như vậy là hai đội sẽ đi vào trận đấu thứ hai sau khi mà giật đuổi từng điểm một ở trận đấu đầu tiên, tỷ số lên đến 31-29. Sơn Giang tạm dẫn trước Sơn Tàng 1-0. Và đây là trận thứ hai Sơn Giang sắc bóng. Đập bóng cực kỳ uy lực. Điểm cho Sơn Tàng. Đập bóng tốt đội dẫn cho Sơn Giang. Vừa rồi là pha xử lý bóng kéo bóng của Quang Châu. Một đều. Vừa rồi là pha xử lý bóng ngoài sân của Sơn Tàng đến với Sơn Giang. 2-1. Đập bóng. Đội Sơn Giang chạm lưới. Đầu điểm cho Sơn Tàng 2-1. Chắn bóng tốt của đội Sơn Tàng 3-2. Đội điểm cho Sơn Tàng 3-2. Chấn bóng tốt của Sơn Tàng để cho Sơn Tàng 4-2. Vừa rồi là một pha xử lý bóng xấu của Quang Đạt. 5-2 điểm cho Sơn Tàng. 5-2. Bóng to 35 đội điểm cho Sơn Giang 35. Hậu chặt tết. Chấn bóng không thành công và không đạt điểm cho Sơn Tàng 6-3. Tập bóng to nhưng vừa rồi là trọng tài xác định dẫn vạch của Quang Đạt 7-3. Đập bóng tốt của Quang Châu 4-7. Chấn bóng không thành công của Sơn Giang điểm cho Sơn Tàng 8-4.